Wow. Giờ chúng ta đi bắt cá lên ở địa điểm mới các bạn. Giờ nãy giờ mưa là nói chung là cá nó lên đầy ruộng rồi. Các bạn xem nè, rất là to, rất là nhiều. Nè. Đấy, xa xa các bạn nhìn nè. Đây có cá nè. Quá trời nhiều. Đây, đây. Rất là nhiều luôn. Cá này trốn. Chúng đã lóc lên trên ruộng rồi các bạn. Nãy giờ trời mưa quá trời. Mình lo bắt cái thằng kia nãy giờ này nó lóc lên ruộng hết trơn rồi. Này. Đây, cá bự nè. Wow. Phải nói là điều động các bạn. Chỗ nào cũng có cá. Coi xem này. Đây. Một con nè. Đây. Hai con. Đây nè các bạn, hai con luôn. Quá nhiều cá. Đây một con bự nữa nè. Wow. Cá to quá. Quá nhiều rồi. Trên cuộn mới lên vậy các bạn. Rất là to. Mình chỉ việc đứng yên là nhìn thấy. Quá trời rồi. Đây đây. Những chú cá rất là to. Đây. Đây chúng đang lóc đây. Đấy nè. Nhìn đâu đâu cũng có cá chứ các bạn. Mình ơi mình lượm không sể. Nè. Đây một con nữa nè. Quá trời nhiều rồi. Những chú cá rất là to. Đây. Cá này to quá nè. Quá nhiều luôn. Chúng lên từ đám mưa từ nãy giờ các bạn. Nãy giờ mình lo bắt đằng cái địa điểm đằng kia. Không hay đằng này nó lên quá nhiều rồi. Tại có nên mình bắt đâu có sể. Đây nữa các bạn. Đây đây. Những chú cá rất là to. Đây chú này nằm dưới nước nè. Đó đấy. Đây nữa nè. Đây nữa. Đây một con nữa. Nhiều quá. Mình đứng xem. Đây. Chúng nó lắp ra. Đây. Đấy. Cá rô này to nè. Bự quá. Đây có nữa nè. Nói chung là mọi nơi luôn các bạn. Đầu mùa này thì cá đi rất là nhiều. Nè. Chúng nằm cặp nữa nè. Đây. Rất là nhiều, rất là nhiều. Đấy, cá đang hấp lên đấy. Đây. Đây, đây là đường. Đây là đường nãy giờ chúng lên nè các bạn. Quá trời cá rô bự. Wow. Đây. Đấy nè. Từ cái đường này mà nãy giờ chúng lóc lên đầy ruộng nè các bạn. Bạn xem. Chúng lóc cái bóng cả đất luôn. Dẹp hết đường cỏ, bóng đất khu này luôn. Từ cái này chúng lóc lên. Quá nhiều. Giờ chúng ta bắt tiếp thôi. Còn nhiều cá lắm. Đây, đây có cá nữa nè. Cạnh chỗ đây rồi. Wow, có những con cua nè các bạn. Thì đầu mùa mưa này cua cũng vào giai đoạn sinh sản nè các bạn. Bạn xem. Đây là một chú cua cái. Có rất là nhiều con các bạn. Đây, đặc biệt chúng cua là khi chúng để trứng là chúng để ốp vào trong mai. Sau đó nở con và chúng sẽ mang những cái con này theo. Đến khi nào những cái con này nó đủ sức lớn thì nó sẽ rời khỏi cái yếm dưới của mẹ. Và nó tự lập nó đi ăn. Hiện tại bây giờ là nó vẫn còn đang. Nè, để cho các bạn xem kỹ. Xem đây. Nè, rất là nhiều những chú cua con. Hiện tại thì cũng có rất là nhiều người đang nhân giống cua đồng này các bạn. Sẽ thu thập những chú cua con này đem về để nuôi làm giống. Tuy nhiên thì vùng mình đây rất là nhiều. Mình cũng đang nghiên cứu thôi. Chứ chưa có đầu tư nữa. Mình đang nghiên cứu về vấn đề con cua đồng này. Tại vì đối với một con mẹ này thì rất là nhiều con. Có thể hàng trăm tới cả ngàn con không chừng nữa. Rất là nhiều các bạn xem nè. Đây là cua đồng các bạn. Thôi bây giờ mình chưa nuôi thì mình đang bắt cá. Tạm thời mình để cho nó chúng ở đây đi. Mình sẽ không bắt nó. Cho nó đi sinh sản đi. Đấy. Chú cá này đang lóc đi nè. Đây một con nữa nè. Xem nè các bạn. Rất là nhiều rồi. Nhiều lắm. Giờ mình sẽ đứng quan sát xem ở đâu có cá. Đây, mình đã thấy những con cá khác đang lóc này. Bắt cá trên đất cày rất thú vị các bạn. Chúng ta sẽ đứng quan sát, sau đó nhìn thấy chúng động đậy là chúng ta việc đi lại bắt thôi. Đó, nhóc luôn, wow, nhiều quá. Đây, cái gô bự. Wow. Rồi mình mới thấy đây có con nữa. Đó. Đây, lắp lên đây một con này. Hai con luôn các bạn. Ba con luôn. Một con nè. Hai. Đây con đó nè. Đấy, chạy đấy. Wow. Như... Đây. Khu vực này mình đi nãy giờ như là muốn nát đất luôn các bạn. Mà vẫn còn cá hoài. Không hết. Đó. Các con này lại thấy con kia. Đây này. Wow. Nhiều thế. Các bạn xem tắm mưa này là ruộng bắt đầu có nước nè. Thì thông thường sau khi mưa có nước, như nước khi nào mà ngập đất này thì bắt đầu là sẽ xuống giống, là gieo xạ vụ lúa hè thu các bạn. À, cái gô này to. Này có cá nữa nè. Đấy. Lại một chú cá khác. Đấy, đấy, đấy. Đang chạy đấy. Đang cố chạy. Rồi. Wow. Các bạn thấy cánh đồng mênh mông nhưng chỉ có mình nên tôi đi bắt cá các bạn. Tại vì thông thường vào những cái đám mưa đầu mùa này, tại đam mê quá thành ra mình cũng phải đi bắt thôi. Đam mê, các bạn thấy cá rất là nhiều. Nhưng mà thông thường thì đầu mùa người ta ít hay ra đồng lắm. Tại vì theo ông bà ta nói thì mưa đầu mùa này hay có sấm sét. Nói chung là chuyện đó thường xảy ra. Cá bự nữa các bạn. Nhưng mà tại mình mê quá mình đi thôi. Sẵn tiện là quay clip cho các bạn xem luôn. Mình bắt nãy giờ cũng bớt cá rồi. Số còn lại hình như chúng đã trốn bớt dưới đất cày nè. Khi nào mà yên tĩnh một tí thì chúng sẽ bò lên nữa. Đây nữa nè các bạn. Vẫn còn. Tại khi mình đang bắt ở đây thì ngoài cái mưa kia nó tiếp hơn 1 giờ đồng hồ đi bắt. Thì bây giờ là thành quả nè các bạn. Các bạn xem. Đây. Xô này chắc khoảng gần chục ký các bạn. Xô này gần chục